cây cây mini đúng không ạ? Giờ mình mới quay chi tiết cho các bạn coi nha. Đây. Hàng trên này để được 4 cây. Chặt quá, hơi nhỏ. Hàng dưới này cũng 4 cây. Dưới 4 cây luôn à, mỗi một ô được 4 cây quá, cũng không hết.